Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch di dời thuyền thúng của bà con ngư dân đang neo đậu tại khuôn viên đất tổng công ty Ba Son tại thị trấn Long Hải, lãnh đạo huyện Long Điền và thị trấn đã khảo sát bãi tập kết mới dự kiến làm nơi neo đậu cho các phương tiện đánh bắt hải sản của ngư dân trên địa bàn huyện. Theo thống kê của thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, hiện có 126 thuyền thúng, ngư lưới cụ của 50 chủ phương tiện đang neo đậu trong khuôn viên đất của tổng công ty Ba Son. Sau nhiều lần tổ chức đối thoại giữa chính quyền địa phương, tổng công ty Ba Son và người dân, các chủ phương tiện đã đồng ý di dời, dọn dẹp ngư lưới cụ và chỉnh trang lại khu vực này. Sau khi khảo sát địa điểm neo đậu mới là khu vực bãi bồi nằm cạnh khu du lịch An Bình, lãnh đạo huyện Long Điền thống nhất. Giai đoạn 1 trong tháng 9 này, thị trấn sắp xếp di dời các thuyền thúng hư hỏng, không hoạt động về đền thờ liệt sĩ thị trấn Long Hải. Nếu chủ phương tiện tự di dời, sẽ được tổng công ty Ba Son hỗ trợ kinh phí. Chính quyền địa phương sắp xếp các thuyền thúng còn lại ra ngoài ranh mốc của tổng công ty. Giai đoạn 2, trong tháng 12 năm 2023, thị trấn Long Hải vận động người dân di dời phương tiện đến khu vực neo đậu mới tại khu vực bãi bồi nằm cạnh khu du lịch An Bình.